Xin chào thầy và các bạn ạ. Thì nhóm em là nhóm 8 xin trình bày về đề tài tìm hiểu cấu trúc và ứng dụng mạng LSTM. Thì em là Trần Thị Ngọc Hồng sẽ là người trình bày đầu tiên và sau đó là đến bạn Nguyễn Thị Hồng Hảo. Thì với đề tài này, nhóm em sẽ đi tìm hiểu về mạng neuron hồi quy RNN, các vấn đề về radian trong quá trình huấn luyện và mạng LSTM. Thì đầu tiên là mạng neuron hồi quy RNN. Thì mạng neuron hồi quy nó được định nghĩa là một dạng của mạng neuron nhiều lớp truyền thẳng mà trong đó là nó tồn tại các kết nối từ ngõ ra đến ngõ vào của các neuron trong cùng một lớp, và ngõ ra của lớp sẽ được dùng làm ngõ vào cho chính lớp đó. Thì trong hình chính là một mạng neuron hồi quy, và ở đây thì ta thấy là nó sẽ không chỉ rõ cái hàm kích hoạt nào được sử dụng, nên ta sẽ giả định là các hàm kích hoạt là các hàm tuyến tính tan hyperbolic, và đây chính là một lớp hồi quy trong một mạng neuron hồi quy. Thì nó được biểu diễn bởi một khối ngõ vào XT và trạng thái HT-1. Thì ngõ ra sẽ gồm một giá trị ngõ ra hiện tại và một giá trị trạng thái sẽ làm ngõ vào cho trạng thái kế tiếp. Và nếu cái giá trị trạng thái này nó và cái giá trị trạng thái này nó sẽ đóng vai trò giống như là một trạng thái được lưu trữ. Vì vậy mà ta có thể xem HT như là một cái biến nhớ để lưu trữ giá trị hiện tại cho những lần thực hiện tiếp theo. Thì đây chính là kiến trúc của một mạng RNN cơ bản khi được duỗi ra. Thì ta thấy ở đây là cấu trúc của nó được minh họa dưới dạng đồ thị, và bên phải chính là mô hình dàn trải của một mạng neuron hồi quy RNN theo thời gian. Thì hình bên trái ở đây đầu tiên ta thấy là ngõ vào X và ngõ ra là O, với H chính là ngõ ra của lớp ẩn sau khi qua hàm kích hoạt, và các ngõ ra mong muốn thì được ký hiệu là Y, và L chính là hàm lỗi của ngõ ra thật của neuron và ngõ ra mong muốn. Thì các ma chặn UV lần lượt là các ma chặn trọng số của lớp neuron ngõ vào và lớp neuron ngõ ra, và các kết nối hồi quy của các neuron trong lớp ẩn đến các neuron trong lớp ẩn khác thì được minh họa bởi ma chặn W. Và hình bên phải chính là một mạng neuron hồi quy được dàn trải theo thời gian, trong đó T sẽ được dùng để chỉ thời gian, và các ngõ vào như là XT, XT-1 và XT-1 chính là ngõ vào tại thời điểm hiện tại, T ngõ vào trước đó và ngõ vào sau đó. Thì tiếp theo ta thấy ở đây là với một ngõ vào input thì sẽ là ngõ ra output 1, với ngõ vào input 2, input 1 thì ngõ ra output 2. Tương tự cho đến các ngõ vào input từ 1 đến 4 thì ngõ ra sẽ là output 4. Thì ta thấy ở đây là ngõ ra nó phụ thuộc vào chuỗi dữ liệu hơn là một mẫu dữ liệu. Thì cũng tương tự, với một ngõ vào input 1 sẽ là lớp ẩn 1, với một ngõ vào input 2 và lớp ẩn 1 ở phía trước đó sẽ tạo ra lớp ẩn 2. Tương tự cho đến trường hợp ngõ vào input 4 và lớp ẩn 3 ở trước đó sẽ tạo ra lớp ẩn 4. Thì dưới đây chính là cách các nốt của lớp ẩn được kết nối với các nốt của lớp ngõ vào. Và trong mạng RNN thì như lúc nãy mình đã nói, thì nếu mà ngõ ra nó phụ thuộc vào chuỗi dữ liệu hơn là một mẫu dữ liệu, và trong trường hợp các chuỗi dữ liệu này nó khá dài, thì chúng ta sẽ đi tính toán radian trong quá trình huấn luyện. Thì tiếp theo là các vấn đề về radian trong quá trình huấn luyện. Thì có hai cái hiện tượng, đó chính là hiện tượng radian trở nên quá nhỏ hoặc quá lớn là những vấn đề mà thường gặp phải khi chúng ta sử dụng cái phương pháp lan truyền ngược sai số cho mạng neuron hồi quy để cập nhật trọng số. Và các hiện tượng này xảy ra do chúng ta lựa chọn các hàm kích hoạt không hợp lý, hoặc là số lượng các lớp ẩn của mạng quá lớn. Thì đầu tiên chính là hiện tượng radian trở nên quá lớn. Nó được định nghĩa đó là khi mà lan truyền qua nhiều tầng trong một mô hình
thì các giá trị radian này nó có thể tăng lên rất lớn và tiến đến vô cùng. Thì đây gọi là quá trình làm tăng radian. Thì hiện ngược lại là hiện tượng radian trở nên quá nhỏ, thì khi mà chúng ta lan truyền qua nhiều tầng trong một mô hình dàn trải của một mạng neuron hồi quy, thì các giá trị radian này sẽ giảm về mức quá nhỏ và giảm tiến đến không. Và đây là quá trình triệt tiêu các radian. Thì cái hiện tượng radian trở nên quá nhỏ này nó sẽ thường được quan tâm hơn bởi vì nó khó nhận biết hơn. Trong khi đó thì cái hiện tượng radian trở nên quá lớn thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát và nhận biết. Và hiện nay thì để giải quyết được các những vấn đề này thì cũng có nhiều cái giải pháp như là lựa chọn các hàm kích hoạt và thiết lập các hàm kích thước cho mạng hợp lý, hoặc là chúng ta khởi tạo các trọng số ban đầu phù hợp khi huấn luyện. Và có một cách được sử dụng nhiều hơn, phổ biến hơn hiện nay, đó chính là cải tiến mạng RNN với một tên gọi mới là LSTM. Thì tiếp theo chính là phần nội dung chính của đề tài hôm nay là mạng LSTM. Thì nhóm sẽ đi giới thiệu khái niệm mạng LSTM, cấu trúc bên trong của một tế bào LSTM, sau đó là phân loại mô hình LSTM và những cái ứng dụng của LSTM trong dự đoán chuỗi. Thì mạng LSTM được định nghĩa đó chính là một cải tiến của một mạng RNN cho phép học các mối tương quan dài mà mạng neuron hồi quy bị hạn chế. Thì các mối tương quan dài ở đây á, được hiểu là sự ảnh hưởng của các giá trị ngõ vào ở những thời điểm bắt đầu đến các giá trị ngõ ra ở những thời điểm sau. Và từ long term trong LSTM được hiểu chính là chiều dài chuỗi. Và hình bên phải chính là mô hình của một LSTM, thì nó có mô hình phức tạp hơn nhiều so với mạng RNN, mặc dù là nó cũng dựa trên các kết nối hồi quy giống RNN. Thì trong mạng RNN thì ta thấy là các lớp hồi quy được xem như là các RNN cell. Thì tương tự với mạng LSTM thì cũng có các LSTM cell và nó cũng kết nối tương tự như các RNN để tạo nên một mạng LSTM. Và các ngõ vào sẽ là các giá trị theo thời gian và ngõ ra là các giá trị dự đoán được từ ngõ vào hiện tại và trạng thái của cell. Thì phần nội dung tiếp theo sẽ do bạn học Hảo trình bày ạ. Em xin cảm ơn thầy và bạn đã lắng nghe ạ. Xin chào thầy, thì sau đây em xin tiếp tục báo cáo phần kiến trúc bên trong của một tế bào cell. Đầu tiên em xin báo cáo phần tổng quan. Thì như thầy thấy trên hình, đó là một cell. Thì trong đó sơ tơ là trạng thái của cell, hát tơ là trạng thái ẩn, ít tơ là ngõ vào của cell ở thời điểm tơ, sơ tơ trung một và hát tơ trung một là trạng thái của cell và trạng thái ẩn tại thời điểm tơ trung một. Ít tơ được gọi là foregate, ít tơ là endogate và ô tô là Abugay. Thì điểm khác biệt đầu tiên của các loại cell, loại ectomer cell so với RNN cell là có thêm trạng thái cell. Tương tự như giá trị lớp ẩn, các trạng thái cell cũng được lưu lại cho trạng thái kế tiếp. Thì chúng ta sẽ đi phân tích quá trình xử lý dữ liệu vào và các trạng thái nhớ ở các bước sau đây. Thì bước đầu tiên là xác định các thông tin vào sẽ đi đến các cell state. Các thông tin đến cell state được quyết định bởi lớp sigmoid còn được gọi là foregate layer. Giá trị F được tính tương đương như trong RNN cell và được thể hiện như trong hình. Trong đó, gamma là hàm sigmoid, W và U là các ma trận trọng số tương ứng cho các kết nối hồi quy và ma trận trọng số cho ngõ vào. Các foregate key nó quyết định giá trị của các trạng thái trước. Factor trừ 1 được truyền qua bao nhiêu? Giá trị của foregate key trong khoảng từ 0 đến 1 được quyết định bởi mã re của hàm sigmoid. Như trong hình ta thấy đó là quá trình để tạo ra một ether, để mà tạo ra hàm ether. Thì ở bước tiếp theo thì các input khi nó sẽ quyết định ảnh hưởng của các giá trị ngõ vào hiện tại về các tính toán của input key tương tự như trong foregate key được thể hiện như trong slide.
Đồng thời thì các trạng thái lớp ẩn hiện tại được biểu diễn bởi Excel, đạo tơ và được tính dựa vào ngã vào hiện tại và trạng thái lớp ẩn ở lần xử lý trước. Và cũng công thức cũng được thể hiện như trong hình. Thì như ta thấy trong hình là cái quy trình hoạt động của cell ở Inverke về tương ứng với Inverke và cell ngã tơ. Ở bước tiếp theo thì nó sẽ tính toán giá trị cho các trạng thái cell sơ tơ. Và như trong hình thì ta sẽ xem ra độ sơ tơ. Ở bước cuối cùng này thì nó sẽ tính toán giá trị cho lớp ẩn hạt tơ và các ambuki từ cái quá trình hoạt động của bước này thì ta sẽ suy ra độ ô tơ và hạt tơ. Thì sau đây em xin tới phần kết luận. Thì các giá trị của Fourier nó lớn hơn hoặc bằng không thì trạng thái trước của cell bị quên đi và không ảnh hưởng đến các trạng thái hiện tại. Trạng thái trước nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hiện tại thông qua các giá trị của Fourier. Và khi mà ngược lại, khi mà giá trị của Fourier lớn hơn không thì các trạng thái trước nó ảnh hưởng đến cỡ đến trạng thái hiện tại của cell. Thì tiếp theo em xin báo cáo phần 3.3 là phân loại mô hình LSTM. Ở phần phân loại mô hình LSTM thì có 4 mô hình, đó là mô hình 1-to-1, 1-to-many, 1-to-many-to-1, many-to-many. Thì trong slide thầy thấy đó là một cái mô hình many-to-many. Tiếp theo thì phần ứng dụng của LSTM trong dự đoán chuỗi thì nó gồm có là dự đoán chuỗi số và phân loại chuỗi, tạo chuỗi và dự đoán chuỗi chuỗi. Đối với dự đoán chuỗi số thì nó là dự đoán giá trị tiếp theo cho chuỗi đã cho và ứng dụng trong dự báo thị trường chứng khoán và dự báo thời tiết. Thì ví dụ như là ta có một cái ngõ vào là các giá trị 3582 và qua mạng LSTM thì nó sẽ dự đoán cái ngoài ra là 67. Phần 2 là về cái ứng dụng phân loại chuỗi thì khái niệm của nó là nó sẽ dự đoán phân loại theo nhãn cho một chuỗi để cho về nó sử dụng trong phát hiện gian lận phân loại học sinh dựa trên thành tích. Và ví dụ như là ngõ vào là cái giá trị là 2468 qua mạng LSTM thì nó sẽ cho ngõ ra là increasing, là tăng. Ở ứng dụng tiếp theo là tạo chuỗi thì khái niệm của nó thì nó sẽ tạo các cái chuỗi ngõ ra mới có thuộc tính tương tự chuỗi ngõ vào trong tập dữ liệu ngõ vào. Ứng dụng là nó sẽ tạo ra cái văn bản và tạo nhạc. Thì ví dụ của nó ta có hai cái mảng là mảng thứ nhất là 3582, thứ hai là 4693 và mạng LSTM thì nó sẽ cho ra là 5 7 10 14, đó là một mai trận hoặc là một phiên bản. Phần 4 là dự đoán chuỗi chuỗi thì khái niệm của nó là dự đoán chuỗi tiếp theo cho một chuỗi đã cho trước. Thì ứng dụng là nó sẽ giúp tóm tắt tài liệu và dự đoán các chuỗi theo thời gian nhiều bước. Ở phần ví dụ thì nó có một cái mạng nó vào là 3582 17, thì qua cái mạng là SM thì nó sẽ cho ra ngoài ra là 23 30 38. Thì phần báo cáo của nhóm em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy đã xem video ạ.